Bác đầu tuần thì gửi ngay cho anh ra đến từ Thái Bình, anh Vũ đến từ Thái Bình bộ sản phẩm lọc xì số Lexo A31 Plus. Mẫu sản lọc xì này thì bên em hiện tại đang bán mức giá rất là tốt, đã được khá nhiều bác quan tâm đến cái dòng sản phẩm này rồi. Nếu như các bác em muốn sở hữu cho mình giống như anh Vũ ở Thái Bình, đây muốn có cho mình một con Lexo A31 Plus phục vụ phòng hát gia đình, nghe nhạc tốt hơn và căn chỉnh chi tiết hơn, thì chúng ta đừng bỏ qua cái dòng sản phẩm này các bác nhé. Liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio để có mức giá tốt nhất cũng như là nhận được tư vấn bên em với mẫu sản phẩm lọc xì số Lexo A31 Plus. Đây là hình thức hộp cho anh Vũ cũng như anh em khách hàng đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm này. Khi các bác nhận hàng bên em, chúng ta có thể kiểm tra luôn từ phần hình thức vỏ hộp cho đến các cái linh kiện bên trong. Ở đây cùng với em mở ra và trải nghiệm xem là mẫu sản phẩm Lexo A31 Plus bên cửa hàng Audio Hải Dương sẽ có những gì và được tặng theo những cái gì khi các bác về nhận hàng tại cửa hàng cửa Audio các bác nhé. Đầu tiên thì các bác đã được nhìn thấy phần hộp xốp này, có giấy hướng dẫn sử dụng và đầy đủ các linh kiện bên trong. Đấy, giấy hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đây các bác nhé. Anh em có thể sử dụng giấy hướng dẫn này để chúng ta biết thêm một số thông tin chi tiết cũng như là các phần thông số của mẫu sản phẩm Lexo A31. Và hơn nữa thì đây là bộ đầu thu Lexo A31 Plus cho các bác khi chúng ta nhận hàng tại cửa hàng nhà em. Mẫu sản phẩm này thì là hàng nhập khẩu bên em, loại 1 chuẩn. Đấy, có mặt hình thức màu đen, màu này khá là dễ phối đồ rồi. Và có 31 cần số để chúng ta căn chỉnh từ giải bát, trung chép, từ giải tần số 20 cho đến tận là 20kHz. Và bên tay phải đây chính là những cái phím để chúng ta căn chỉnh từ gọi mốt cho đến phần lưu lại những cái mốt chúng ta đã căn chỉnh. Bên em đã setup trước các cái tính năng phần mềm rồi. Đây là các bác về chúng ta chỉ cần ấn vào nút Inabat để thấy sự thay đổi khi chúng ta sử dụng thêm một con lọc xì, một con EQI. Đấy. Và phím bên này thì sẽ là âm lượng to nhỏ các bác nhé. Bác căn chỉnh âm lượng to nhỏ. Lát nữa thì cùng với em cắm điện và trải nghiệm, và em cũng sẽ hướng dẫn cho bác luôn cách căn chỉnh. Mặt sau của A31 Plus đây ạ, bao gồm các đường dây kết nối cổng ao cho các bác em sử dụng đường dây 6 ly này hoặc đường dây ca lông này. Đấy, có các cái cổng in, cổng ao đầy đủ các bác nhé. Ngoài ra thì lấy tín hiệu chúng ta sử dụng đầu dây AV kết nối trực tiếp qua cổng input ở đây. Đấy. Và mẫu này thì có công tắc nguồn ở phía mặt sau và dây cắm nguồn cũng vậy. Và bao gồm các cái linh kiện bên trong như là dây cắm nguồn này và một đầu dây rắc để chúng ta ghép nối với máy tính. Khi chúng ta muốn căn chỉnh can thiệp qua máy tính thì sẽ sử dụng đĩa CD phần mềm này. Hoặc là chúng ta căn chỉnh qua cách để chúng ta ghép nối trực tiếp với máy tính qua đầu dây cổng cắm USB ở đây. Đấy, dây cắm nguồn này. Và bên em sẽ tặng kèm cho bác một đôi dây chúng ta ghép nối xuống âm đi hoặc với cục đẩy nhé. Trong trường hợp chúng ta sử dụng âm đi thì bên em sẽ tặng một đầu dây, một đầu ca lông, một đầu hoa sen cho bác ghép nối âm đi. Còn nếu như các bác và em sử dụng cục đẩy thì bên em sẽ tặng cho bác hai đầu dây ca lông. Cái này thì bên em sẽ tặng riêng cho bác nên là chúng ta sẽ không mất thêm tiền chúng ta mua thêm dây. Đấy, một vài lời thì họ sẽ chỉ bán giá máy không thôi. Rồi bên em thì bán đầy đủ các bác. Đấy, khi chúng ta sử dụng ấy thì sẽ có một cái giao diện hết sức đẹp mắt như thế này. Có một vài chị em phụ nữ thích mua cái dòng Lexo A31 Plus để trang trí phòng hát gia đình đẹp hơn. Không chỉ là về mặt hình thức đẹp đâu, cái dòng Lexo A31 Plus mẫu lọc xì như này sẽ giúp đỡ các bác và em căn chỉnh chi tiết hơn từ giải các cái dạng khác nhau, từ giải bát, trung chép, chúng ta căn chỉnh cho phù hợp với không gian phòng hát gia đình cũng như là những cái cặp loa của anh em giải nào thừa thiếu thì chúng ta căn chỉnh. Và em hướng dẫn cho bác, đặc biệt là cho bác Vũ khi nhận hàng về có thể tự căn chỉnh ở nhà qua các cái phím chỉnh cơ. Chỉnh cơ thì cái dòng này khá đơn giản, các bác đã được nhìn thấy các cái phần thông số chỉnh cơ ở đây. Khi chúng ta nhấn vào cái nút đầu này, cái nút này thì chúng ta có thể xoáy nhé. Các bác có thể xoáy để âm tăng giảm âm lượng volume này. Đây các bác nhìn này, đang di chuyển đây đến 100 là âm lượng tổng to nhất và chúng ta có thể kéo xuống. Trong lời sẽ để khoảng tầm 90 cho đến 95 thôi, là tiếng nó quá to rồi. Em thấy là như thế là rất phù hợp rồi. Còn khi chúng ta muốn căn chỉnh cơ ấy, chúng ta cần nhấn vào cái nút đấy thôi. Nhấn vào cái nút tròn xoay này, nhấn được vào. Và nhấn thì nó sẽ ra các cái phần thông số ở đây chúng ta căn chỉnh. Ở đây thì em đã căn chỉnh trước. Nên là về bác có thể là căn chỉnh theo cái phần của bên em. Và cũng có thể theo ý thích, chúng ta nghe theo loa để chúng ta căn chỉnh. Giải bát thì bao gồm từ 20 cho đến 500. Đấy. Các bác chỉ cần chuyển thôi. Ví dụ như các bác không muốn chỉnh cần số 20 nữa, ta chuyển sang nháy ở cần số nào chúng ta căn chỉnh ở cần số đấy. Và chỉ cần thao tác bên tay phải thôi. Đây ở bên tay phải nó có hai cái nút này. Chúng ta sử dụng cái nút bên trên chúng ta căn chỉnh kéo lên. Vặn lên thì nó sẽ di chuyển lên, các bác nhìn ạ. Âm lượng này nó chuyển ngay ở cái chế độ mặt màn hình này. Đấy, xuống thì nó sẽ chuyển xuống các bác nhé. Và căn chỉnh rất đơn giản thôi. Bát là từ 20 cho đến 500. Đại chung là từ 630 cho đến 2,5K và giải cuối cùng là giải chép từ 3,15 cho đến 20kHz để ra căn chỉnh chi tiết được một dòng lọc xì số như này. Và lọc xì số thì đương nhiên rồi, khi chúng ta sử dụng sở hữu hay
có một mẫu lọc xì số cho phòng hát gia đình thì chất lượng âm thanh số sẽ đem lại chúng ta một cái cảm giác khoan khoái hơn, nghe nhạc có sôi động hơn, tiếng chất lượng âm thanh nó tốt hơn và hình thức thì đẹp mắt quá rồi. Bây giờ cùng với em trải nghiệm khi chúng ta lắp thêm một mẫu lọc xì số cho phòng hát gia đình sẽ như thế nào. Ở đây chị em chỉ ghép mỗi lọc xì với lại cũng đầy thôi. Em cho các bác nghe thử từ chất lượng luôn. Và có một nút rất quan trọng ở đây, bài bát. Đây là cái nút mà khi chúng ta nhấn vào bài bát ấy, thì nó sẽ thay đổi cái tiếng nhạc. Ban đầu nếu như chúng ta nghe nhạc nó rất bình thường, nó chung chung với các khoảng mà chúng ta nghe nhạc bình thường, không có tiếng nào rõ lời hơn, không có tiếng nào nhỉnh hơn ấy, khi mà chúng ta nhấn vào in the bass thì tất cả tiếng sẽ được thay đổi khi chúng ta đã căn chỉnh. Đấy, nó sẽ thay đổi từ bass chung cho đến phần chép, tiếng nó cao hơn, khỏe hơn, cả phần bass nó đánh nó lực hơn và tiếng chép thì nghe nó sáng hơn anh em ạ. Bây giờ thì cùng với em lắp tai nghe vào trải nghiệm âm thanh của Lex, của mẫu lọc xì số Lexo A31 Plus các bác nhé. Đây là tiếng khi chúng ta không qua lọc xì. Được trải nghiệm chất âm của mẫu lọc xì số Lexo A31 Plus đúng không ạ? Đấy, cho bác Vũ như khách hàng đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm này. Và khi thông qua lọc xì thì các bác biết rồi, tiếng bass đầu tiên nó sẽ to hơn, nó khỏe hơn, tiếng đã đánh ra nó đã hơn, nó lực hơn rất là nhiều. Xong việc là chúng ta sử dụng nghe nhạc thông thường đúng không ạ? Và giải chung, giải chép thì cao hơn, sáng hơn. Đây là một cái hiệu quả khi chúng ta có thêm một mẫu lọc xì số trong không gian phòng hát gia đình. Đương nhiên rồi, thêm chất lượng thanh số vào thì tất cả chất lượng nhạc của các bác sẽ được đẩy lên cao hơn. Chúng ta nghe nhạc khoan khoái hơn, bay bổng hơn rất là nhiều. Và mức giá thành của Lexo A31 Plus hiện nay đang là 1.700.000 đồng. Anh em nào muốn mua mẫu lọc xì số hàng nhập khẩu loại 1 và có chế độ bảo hành lên tới 1 năm bên em thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng để nhận được mức giá ưu đãi nhất của bộ sản phẩm lọc xì số Lexo A31 Plus anh em nhé. Video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các anh em khách hàng đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh Tùng Audio. Chúc tất cả anh em nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm Lexo A31 Plus. Xin chào.